Chiều 22 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Điện lực Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận mưa lũ đã cuốn trôi nhiều cột điện ở xã Sơn Thủy, huyện vùng cao Quan Sơn, nên khu vực này đang bị mất điện. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thủy, huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, mưa to kéo dài kèm lũ lớn từ sáng đến chiều 22 tháng 9 đã gây thiệt hại tại địa phương. Tính đến chiều nay 22 tháng 9, toàn xã Sơn Thủy với hơn 800 hộ dân đang bị mất điện do nước lũ cuốn trôi 6 cột điện trung thế 35 kV nằm gần bờ sông Luồng. Chính quyền xã Sơn Thủy đã di rời 14 hộ dân và một xưởng chế biến lâm sản có nguy cơ sạt lở đất đá cao, đe dọa đến tính mạng của người dân. Hiện một phần bản Thủy Sơn và bản Cóc xã Sơn Thủy đang bị cô lập do mưa lũ kéo dài, gây sạt lở đường giao thông vào địa phương. Trao đổi với tuổi trẻ online chiều 22 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc Điện lực Quan Sơn cho biết, Hiện lãnh đạo cán bộ kỹ thuật, nhân viên của đơn vị đã và đang tiếp cận hiện trường vụ đổ cột điện trung thế do mưa lũ ở xã Sơn Thủy để từng bước khắc phục hậu quả. Mưa lũ trên sông Luồng đang dâng cao, diễn biến phức tạp nên việc khắc phục sự cố đổ cột điện trung thế ở xã Sơn Thủy gặp khó khăn. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên của đơn vị và người dân, chúng tôi đang chờ mưa ngớt, nước lũ rút đến đâu sẽ lắp đặt cột điện trung thế lại lúc đó nhằm cấp điện lưới quốc gia cho người dân và các khách hàng ở xã Sơn Thủy trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Xuân Trường cho biết thêm. Trưa 22 tháng 9, ông Lục Văn Tâm, bí thư đảng ủy xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, thông tin những ngày qua trên địa bàn xã Mường Chanh liên tục xảy ra mưa lớn kéo dài. Nước lũ từ thượng nguồn biên giới Việt Lào đổ về khiến nước ở suối Sim dâng rất cao, chảy xiết, gây ngập nghiêm trọng đường tỉnh lộ 521E nối với trung tâm huyện Mường Lát. Theo ông Tâm, tình hình mưa lũ đang diễn biến khó lường trên địa bàn đã khiến 5 bản phía trên và 4 bản phía dưới của xã Mường Chanh tạm thời bị cô lập, không thể đi lại được. Đáng chú ý, toàn bộ 4 cầu tràn đi qua khu dân cư bị ngập sâu hơn 1 mét, thậm chí có những điểm nước chảy xiết, nước dâng cao so với bề mặt của đập tràn gần 2 mét. Trước tình hình mưa lũ phức tạp, nguy cơ xấu có thể xảy ra sạt lở đất, lũ quét, chính quyền xã Mường Chanh đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan bộ đội biên phòng, công an, dân quân tự vệ đến các điểm nguy cơ sạt lở, vận động di rời, sơ tán khẩn cấp người dân đến nơi an toàn. Cụ thể, chính quyền địa phương đã di rời, sơ tán khoảng 18 hộ dân ở ven suối Sim, nơi có nguy cơ sạt lở, đến nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa thuộc Ủy ban Nhân dân xã Mường Chanh, tránh trú lũ quét, đồng thời vận chuyển tài sản người dân lên các điểm cao hơn. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Mường Chanh cho biết tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, trong khi lũ đổ về từ thượng nguồn khiến suối sim dâng cao. Vì thế, lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành rà soát, vận động bà con không được chủ quan, sớm di rời, sơ tán đến các địa điểm an toàn. Lực lượng của xã duy trì 100% quân số thường trực, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống do lũ gây ra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị thông tin liên lạc, lương thực, thực phẩm, sẵn sàng tham gia phòng chống và ứng cứu khi tình huống xấu xảy ra. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục sơ tán khẩn cấp khoảng hơn 30 hộ dân đến nơi an toàn khi mưa lũ diễn biến phức tạp, nguy cơ lũ ống, lũ quét có thể xảy ra. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 22 tháng 9, trên biển Đông xuất hiện giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17 đến 20 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp ở vào khoảng 18,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc, 110,5 đến 111,5 độ kinh Đông ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và sông mạnh. Ở đảo Huyền Trân, đã có gió giật cấp 8, đảo Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Dự báo, vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 3 mét. Vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận phía nam của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động sóng cao 2 đến 4 m Ngoài ra ngày và đêm 22 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và giữa Biển Đông có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo ngày và đêm 23 tháng 9, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 3,5 m Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao 2 đến 4 m Vùng biển từ Phú Yên đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 đến 3 m Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã cung cấp thông tin dự báo chi tiết diễn biến ENSO trong 6 tháng tới, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Về hiện tượng Enso, hiện tại Enso đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất là 60-70%. tới từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025, dự báo hiện tượng Enso duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 55 tới 65%. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, vào những năm La Nina tác động thì diễn biến mưa bão lũ khốc liệt hơn so với những năm bình thường. Gần đây nhất, cơn bão số 3 đã cho thấy mức độ nguy hiểm của mùa bão năm nay. Ông Kiêm đánh giá bão số 3 là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực biển Đông. Đó cũng là cơn bão có cường độ tăng rất nhanh, trong 24 giờ cường độ bão tăng 8 cấp và duy trì cấp siêu bão trong thời gian dài. Khi đổ bộ vào phía đông của đảo Hải Nam Trung Quốc vẫn còn giữ cường độ siêu bão. Một đặc điểm bất thường nữa là thời gian lưu bão số 3 trên đất liền kéo dài đến 12 giờ. Dự báo về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm. Số liệu trung bình nhiều năm trong giai đoạn này là 4,5 cơn, trong số đó cơn đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, với trung bình là có 1,9 cơn. Trong giai đoạn tới, xoáy thuận nhiệt đới tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Ông Mai Văn Kiêm nhấn mạnh điều cần đặc biệt lưu ý trong thời gian sắp tới của mùa bão năm 2024, cần đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Trong những tháng đầu năm 2025, trên khu vực Biển Đông ít có khả năng hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới giai đoạn cuối năm bão hoặc là áp thấp nhiệt đới gió mùa tây nam gió mùa đông bắc có khả năng gây ra gió mạnh sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực biển đông ngoài ra hiện tượng mưa lớn rông lốc xét mưa đá rét đậm rương muối có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết về tình hình hải văn, vùng ven biển và các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dân do ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 đến tháng 12 năm 2023. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở ở bờ sông, bờ biển, tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 do ảnh hưởng của gió mùa Tây Bắc, độ cao sóng ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có thể đạt trên 4 mét. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý các bản tin cảnh báo thời hạn xa thường mang tính chất dự báo xu thế. Vì vậy, để thông tin dự báo thời tiết có cơ sở cao hơn, người dân nên đón đợi những bản tin thời hạn ngắn được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hành hàng ngày.